Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 12 tháng 5 của Dusan Vina. Bản tin hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Chương trình hội thảo của các quản lý năm 2020. Cập nhật tiến độ sản xuất dự án Top Fire Heater của nhà máy Boiler. Một ngày làm việc an toàn kiểu mẫu tại Dusan Vina. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 5 tháng 5 vừa qua, 24 quản lý người Hàn đã có buổi hội thảo nhằm chia sẻ công việc và định hướng phát triển của từng tổ chức mình phụ trách trong năm 2020. Chương trình có sự tham gia và chỉ đạo của Tổng Giám đốc Jeon Jun-chiu. Tại phòng hội nghị khách sạn Thiên Án thành phố Quảng Ngãi, các quản lý đã cùng nhau tổng kết lại những thành tựu mà nhà máy, khối, đội của mình đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh và hoạt động trong những tháng cuối năm cũng như những năm tiếp theo. Nội dung hội thảo xoay quanh các hoạt động cải tiến sản xuất, tuân thủ thời gian giao hàng, kiểm soát chất lượng và hoạt động an toàn sức khỏe, môi trường. Những nội dung về quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí mua sắm vật tư, cung cấp vật liệu kịp thời và tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng, kế hoạch phát triển truyền thông đối ngoại và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động cũng đã được các nhà quản lý trình bày tại hội thảo. Ngoài ra, những yêu cầu hỗ trợ về đầu tư, nhân lực, tổ chức, các biện pháp ứng phó phục hồi sản xuất trước tác động của dịch bệnh cùng một số nội dung khác cũng được đưa ra thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất. Thông qua buổi hội thảo, các cấp quản lý đã có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu sâu hơn về nhiệm vụ của từng phòng, ban và chia sẻ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong cách quản lý, từ đó cùng nhau hỗ trợ, hợp tác để thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu, định hướng của công ty. Dự án Top Fire Heater được xem là một trong những dự án chủ lực hiện nay của nhà máy Boiler, cung ứng cho khách hàng GNK. Sau hơn 5 tháng đi vào sản xuất, dự án hiện đã hoàn thành được 40% tiến độ đề ra. Dự án Top Fire Heater được Dusan Vina ký kết với khách hàng GNK vào tháng 9 năm 2019, nhằm cung ứng 3.772 tấn thiết bị, gồm Start, Dut, Raden và Convection. Những thiết bị này, một khi đã hoàn thành lắp ráp tại nhà máy lọc dầu Sriracha, Thái Lan, sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ đốt nóng nhiên liệu thô. Bắt đầu triển khai sản xuất từ tháng 11 năm 2019. Đến nay, sau hơn 5 tháng tiến hành, đội ngũ công nhân viên nhà máy Boiler cùng với nhà thầu OKS đã đi được 40% chặng đường. Mặc dù trong quá trình thực hiện dự án, nhà máy đã gặp không ít khó khăn, bởi đây là lần đầu tiên chúng ta sản xuất các thiết bị này. Nhưng với năng lực tốt và tinh thần sáng tạo không ngừng, nhiều cây sinh đã được ứng dụng vào sản xuất, cộng với sự phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan khác, nên Boiler đã quản lý tốt tiến độ, tiến hành sản xuất theo sát kế hoạch và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dự án Top Fire Heater có tổng trọng lượng 3.772 tấn và sẽ được chia thành 6 đợt xuất hàng. Chuyến xuất hàng đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 7 năm 2020 và chuyến cuối cùng hoàn tất dự án sẽ vào cuối năm 2021. Sau khi hoàn thành lắp đặt, các Start, Dut, Raden và Convection này sẽ giúp nhà máy lọc dầu Sriracha Thái Lan nâng công suất sản xuất từ 275.000 thùng lên 400.000 thùng mỗi ngày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng xem một đoạn phim Một ngày an toàn kiểu mẫu tại công ty chúng ta. Video do bộ phận truyền thông phối hợp với đội IHS thực hiện.
Bản tin trưa nay của Đô San Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đô San Vina DVTV V11N33. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin của Đô San Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Đô San Vina. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt.